Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cựu chiến binh Đào Viết Trân, sinh năm 1927, ở tổ dân phố 6, cựu chiến binh Trịnh Văn Thuần, sinh năm 1933, ở tổ dân phố 9, dân hương tưởng nhớ liệt sĩ Phan Văn Dung, sinh năm 1928, ở tổ dân phố 7, thị trấn Phú Châu. Tại các nơi đến, đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với các cựu chiến binh và các anh hùng liệt sĩ đã công hiến, hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh giáo dục con cháu, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, trung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã có nhiều đóng góp cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh tại các nơi đến thăm các đồng chí lãnh đạo huyện cẩm xuyên đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công hiến to lớn của các chiến sĩ điện biên năm xưa các cựu thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, các cựu thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở các địa phương.